Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có tin rằng sau mùa giải này thì dùng một lòng bàn tay là không đủ để cho các Blazers đến cúp không? Hai mùa giải đầu tiên bọn mình đã vô địch được đối thủ hy vọng nhưng mà lại khá bít bát ở LVC. Đây là một điều rất là tiếc nuối. Ở hiện tại thì giải mùa đông 2021 này bọn mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để vẫn có thể tiếp tục giữ vững ngôi vương tại đấu trường hy vọng và có thể tiến xa hơn ở giải quốc tế. Sau khi thử nghiệm nhiều đội hình khác nhau thì bọn mình cảm thấy không có hiệu quả. Thế nên là đến với đấu trường hy vọng mùa đông lần này thì bọn mình sẽ giữ nguyên đội hình để giúp bọn mình lên ngôi vô địch đấu trường hy vọng mùa xuân 2021. Giải thích lý do cho việc này chính là từ chủ trương của đội xây dựng một đội hình gắn kết sâu sắc. Và cũng là thử thách khi mà bọn mình phải vượt qua giới hạn của bản thân để có thể trở thành một team Flash bền bỉ và mạnh mẽ hơn trong cuộc đua tới. Với truyền thống của team Flash ở mọi mùa giải trước, bọn mình nhập cuộc một cách khá là gọi là chậm chạp và đôi chút có sự sải chân. Thì mùa giải năm nay thì bọn mình sẽ cố gắng cải thiện lại điều đó để tập nhiều hơn, mắc ít lỗi hơn trong trận đấu chính để có một sự khởi đầu thật sự là viên mãn. Đến từ Giway và Xuân Bách đang có một góc ám sát, bấm phát hiện ra Xuân Bách rồi, Xuân Bách dùng cả xung đột. Xuân Bách là người bị đối phương bọc đầu nhưng anh ta lùi về được thành công. Red bị kẹt lại rồi, Red lên bàn điểm số quá nhanh, gấu cà lên của mạng cưa, sân thượng tạo ra rất nhiều băng nằm xuống rồi và 6 điểm hạ gục liên tiếp dành cho Flash. Cái gì thế này? Tại một mình đang có Gray và ADC ở vị trí đi rừng, hai tuyển thủ này đều có hai lối chơi khác nhau. Dựa vào đó thì từng trận đấu thì bọn mình có thể sử dụng Gray hoặc ADC cho chiến thuật mà bọn mình muốn khai thác. ADC đã băng vào rồi, quyết tâm là rất cao, có thể có được cá lên bàn điểm số rồi. Gray băng vào, chưa hạ gục được Quang Hải ở trong tình huống này. Quang Hải đã lùi đi, Quang Hải không lùi kịp chẳng. Gray rất hợp lý đến từ vị trí của Gray, vẫn có thể cân hai được. Bradley mất đi tốc biến rồi, Gray đang có mùa xanh ở dưới chân và đúng là double kill đấy. Mình đánh giá cái đội tuyển mùa này thì cũng giống như mùa trước thôi. Chỉ cần bọn mình tập trung hết sức thì đội nào bọn mình cũng đánh được. Hiện tại thì bọn mình cũng chưa chuẩn bị cho việc training. Nhưng mà qua cái sự thể hiện của việc xếp hạng đầu mùa thì bọn mình có thể thấy là từng thành viên của các đội đang có một sự tập luyện rất là nỗ lực và nghiêm túc. Mình nghĩ rằng mùa giải mùa đông năm nay sẽ thực sự là một mùa giải rất là khốc liệt và có tính cạnh tranh cao. Những cái tên nổi bật thì mình nghĩ vẫn là những cái tên cũ như Separate, Gigaming và Saigon Phantom. Ở từng đội có những cá nhân trẻ đang rất là nổi bật như SKP thì có Cá và Z-Way. Gigaming thì có Maris, Separate thì mình nghĩ là có Kay. Mình nghĩ rằng những tuyển thủ mình vừa kể trên sẽ gây ít nhiều khó khăn cho team Flash ở mùa giải sắp tới. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có tin rằng sau mùa giải này thì dùng một lòng bàn tay là không đủ để cho các Blazers đến cúp không? Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao